Your turn.
Сніжана Танчук, Міс Гранд Юкрейн. Тейлор Кеслер, Міс Гранд USA. Бріанна Кінг, Міс Гранд US Virgin Islands. Тулі Алеман, Міс Гранд Венесуела. Грин Мі, Міс Гранд Вьетнам. Hòa bình thế giới 2017 được truyền hình trực tiếp từ đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam. Và đây là top 3 cuộc thi hoa hậu danh giá nhất trên toàn thế giới. Người dẫn chương trình ngày hôm nay là Alexander Tian Lin và Nicole Cordoves, á hậu một cuộc thi hoa hậu Hòa bình thế giới 2016. Xin được cảm ơn tất cả 77 thí sinh hoa hậu đến từ khắp nơi trên thế giới cho màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi. You know what, guys? Before we start, vâng, thưa quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, ngày hôm nay thì tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn và có một lời khen dành cho các bạn về màn trình diễn vô cùng tuyệt vời vừa rồi. Và trên sân khấu đó là đương kim hoa hậu Hòa bình thế giới 2016, Ariska Buttigieg-Bertiwi. Hôm nay cô đã hoàn thành rất tốt vai trò mở màn chương trình và thể hiện những động tác vô cùng quyến rũ, vô cùng nóng bỏng và tự tin. Cô cảm thấy tiết mục ngày hôm nay rất vui khi mà có thể trình diễn cùng với các thí sinh và chúc cho các thí sinh sẽ may mắn. Và chúng ta sẽ gặp lại Ariska Buttigieg-Bertiwi một vài phút nữa. Come on guys, one more time. Are you guys ready? Tất cả quý vị đã sẵn sàng cho buổi tối đặc biệt ngày hôm nay chưa ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ai sẽ là người nắm giữ vương miện hoa hậu Hòa bình thế giới 2017. Already, it's that fast. So who will be on the top 20 finalists? Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng tìm ra trước tiên top 20 thí sinh bước vào những vòng thi cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc chắn đây sẽ là 20 thí sinh được rất nhiều quý vị kỳ vọng. We got, of course, Philippines. But we will be back for we that. Will be back. So do not go away. Tuy nhiên, trước khi công bố, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vài phút giải lao. Quý vị đừng đi đâu nhé. Mi hay thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây. Ngon tuyệt, ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thanh Khung.
Miss Grand International 2017. Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 đêm chung kết. Chúng ta đang tìm kiếm Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017, người sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa thông điệp thấm dứt chiến tranh và bạo lực đến toàn thế giới. Stop the war and violence to the world. That's right, CNN. Và trước khi công bố danh sách các thí sinh lọt vào top 20, chúng tôi sẽ trao những danh hiệu đầu tiên trong đêm nay. We will be giving out our first special award for tonight, which is the best. Đó chính là danh hiệu trang phục dân tộc đẹp nhất. Phần thi này đã diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại Sun Spa Resort tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. And for the first award, the best national costume. Và đối với giải thưởng đầu tiên này, trang phục dân tộc đẹp nhất đã thuộc về. This she had a really heavy costume. I can tell. I kept wondering. Thí sinh này đã trình diễn một màn biểu diễn vô cùng đặc biệt, và đó chính là. You guys have to guess. I'm gonna say it. Go. Miss Grand Indonesia. Và đó chính là Hoa hậu Indonesia. Quý vị, như vậy là thí sinh đến từ Indonesia đã đạt được giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017. Xin được chúc mừng thí sinh đến từ Indonesia. Và giải thưởng đặc biệt thứ hai trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố, đó chính là giải thưởng Hoa hậu khỏe đẹp cùng Dr. Thanh. Danh hiệu này được các giám khảo lựa chọn dành cho thí sinh toàn vẹn về cả nhan sắc và sức khỏe. Miss Grant. Và đó đã thuộc về. Give it up, Miss Grant Vietnam. Đại diện đến từ Việt Nam, Quyền My. Vâng, thưa quý vị, như vậy là người đẹp đến từ Việt Nam, Quyền My đã đạt được giải thưởng đầu tiên trong đêm chung kết ngày hôm nay. Đó là giải thưởng Hoa hậu khỏe đẹp cùng Dr. Thanh. Và giờ đây, giây phút hồi hộp và quan trọng đang đến. Chúng tôi đang cầm trong tay danh sách 20 người đẹp lọt vào top 20 thí sinh để bước tiếp vào những vòng trong, tìm kiếm được người đẹp giành chiến thắng trong tối ngày hôm nay. Và thí sinh đầu tiên chúng tôi xin được công bố, đó chính là thí sinh đến từ Ukraine. You are part of the top 20 finalists, Miss Grant. Và tiếp theo, thí sinh lọt vào top 20, đó chính là thí sinh đến từ Australia. For our third, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi. Miss Grant, cái tên thứ ba được công bố, đó chính là thí sinh đến từ Cộng hòa Séc. You can take the fourth spot, Miss Grand. Danh sách top 20 sẽ được tiếp tục với thí sinh đến từ Paraguay. The next spot goes to Miss Grand. Và vị trí Mexico. Thứ tư trong danh sách top 20 đó là thí sinh đến từ Mexico. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đến từ Philippines. I think it's gonna be really loud in here next. Và chắc chắn thí sinh tiếp theo sẽ nhận được rất nhiều tràng pháo tay của quý vị. Miss Grand Vietnam. Chính là đại diện đến từ Việt Nam, Quyền My. Quyền My đã xuất sắc bước vào top 20 của cuộc thi năm nay. We want you to join us here, Miss Grant. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh tiếp theo, đại diện đến từ Brazil.
Miss Grand Puerto Rico. Xin được chúc mừng thí sinh đến từ Puerto Rico. We are halfway through and the 10th spot is yours. Chúng ta đã tìm thấy được 10 thí sinh đầu tiên và thí sinh tiếp theo. Thailand. Hoa hậu Thái Lan. Next up, Miss Grand Costa Rica. Cái tên tiếp theo đó chính là thí sinh đến từ Costa Rica. Let's give it up for. Chúng ta sẽ Miss cùng chúc mừng thí sinh Peru. Peru. Miss Grand South Sudan. Hoa hậu Nam Sudan là cái tên tiếp theo bước vào top 20. Join us here on stage, Miss Grand Netherlands. Cùng bước vào top 20 tiếp theo đó chính là hoa hậu đến từ Hà Lan. Six more to go. 6 thí sinh tiếp theo sẽ được gọi tên China. Và đó là Hoa hậu Trung Quốc. I heard everyone cheering for her earlier. Let's give it up for Miss Grand. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Nga. Đại diện đến từ Nga cũng đã bước tiếp vào top 20 của cuộc thi. Let's give it up for Miss Grand India. Tiếp theo chính là thí sinh đến từ Ấn Độ. Only three spots left and the next spot goes to. Chỉ còn 3 vị trí cuối cùng trong top 20. Miss Grand. Và chúng tôi xin được công bố đó chính là Lào. Hoa hậu Lào. Two more spots, Miss Grand Venezuela. Hoa hậu Venezuela là cái tên tiếp theo được dướng lên. Như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn một thí sinh cuối cùng chưa được công bố. Only one spot 20. Left. Who is going to make ai? It tonight? Who's your bets, guys? Rất nhiều cái tên được quý vị khán giả hô to. Let's not keep waiting. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Đó Miss chính là thí sinh đến từ Indonesia. Indonesia. Congratulations to xin được chúc mừng 20 thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng trong của cuộc thi. Và xin được cảm ơn tất cả thí sinh đã cùng cố gắng phấn đấu mang lại những màn trình diễn tốt nhất của mình trong cuộc thi năm nay. Một lần nữa một tràng pháo tay cho top 20. Các bạn đang tiến gần hơn đến chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Next time you see the ladies, they will be in their hot summer bods and swimsuits. Và tiếp sau đây họ sẽ cùng xuất hiện trong những bộ trang phục áo tắm nóng bỏng và hấp dẫn. Quý vị cùng chờ đợi nhé. International 2017 Golden Crown and get a one-year free residence by Movenpick Ekamai Condominium by Nusa City throughout her mission.